quý vị, xã hội ngày càng hiện đại, yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng về công trình cũng ngày càng cao. Đồng thời tính chất gạch thay đổi, do đó mà phương pháp ốp lát bằng keo dán gạch giúp phát huy tối đa công năng sử dụng và tính thẩm mỹ của công trình đang là xu hướng xây dựng được nhiều người tin chọn hiện nay. Vậy giải pháp này có điểm gì khác biệt? Nên lựa chọn sản phẩm keo dán gạch nào để đảm bảo chất lượng? Tất cả sẽ có trong góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay. Keo dán gạch, chít mạch là vật liệu xây dựng mới bắt đầu được ứng dụng nhiều trong những năm gần đây. Không giống các vật liệu truyền thống khác như hồ dầu, vữa xi măng, việc sử dụng keo dán gạch và keo chít mạch giúp quá trình thi công trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn, đồng thời gia tăng tính thẩm mỹ cho công trình. Là một trong những đơn vị đi đầu về các sản phẩm vật liệu xây dựng mới thay thế, các sản phẩm keo dán gạch, keo chít mạch Gomac đến từ Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thành Thắng đang nhận được rất nhiều đánh giá tích cực của các thợ thi công và đại lý trên toàn quốc. Tôi thấy rằng keo dán gạch này rất tiện lợi và dễ sử dụng hơn so với xi măng truyền thống. Sản phẩm có độ bám dính rất là tốt, giúp cho vữa không bị co ngót, hạn chế được việc gạch bị ộp và bong chóc. Thời gian cho phép thi công lâu, giúp cho thợ như chúng tôi rất là dễ thi công và điều chỉnh gạch. Với mẫu mã đa dạng, tính ứng dụng cao, các sản phẩm keo dán gạch Gomac có thể dán được hầu hết các loại gạch ốp lát có bề mặt nhẵn, khó bám dính như gạch kính mosaic, gạch granite kích thước lớn, dán trên tường khô ráo, trên bề mặt bê tông. Bên cạnh keo dán gạch, keo chít mạch Gomac cũng sở hữu nhiều đặc tính vượt trội, đặc biệt sản phẩm Gomac Luxury với công nghệ epoxy chống thấm, chống nấm mốc, độ kết dính cao, hoạt chất polyurea kháng tia UV, kháng nhiệt, chống bay màu sẽ là sản phẩm chuyên dụng trà mạch cho cả trong nhà và ngoài trời. Hiện tại, Gomac được đánh giá là thương hiệu đáng tin chọn của nhiều đại lý phân phối vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Hãng có nhiều sản phẩm chuyên dụng đặc biệt như keo ốp lát cao cấp Gomac Economic, Gomac Smart, Gomac Standard và keo chít mạch Gomac, Gomac Power, Gomac Pencil, Gomac Luxury. Nhà đẹp chúng tôi tự tin, tự hào là một trong những đơn vị cung cấp vật liệu hoàn thiện lớn nhất tại Đông Anh, với tiêu chí là đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Vậy nên keo dán gạch và keo chít mạch Gomac là một sự lựa chọn hoàn hảo, giúp chúng tôi phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Từ khi phân phối sản phẩm này thì đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cả lẫn khách hàng lẫn thợ thi công. Và đây cũng là một trong những sản phẩm mà bán chạy nhất tại nhà đẹp ở thời điểm hiện nay. Trước đây khi mà sử dụng vữa với lại xi măng truyền thống thì những cái khu vực dễ ẩm ướt như là nhà vệ sinh này, lô ra hoặc ban công nhà tôi ấy, thì thường xuyên xuất hiện những cái ẩm mốc và nó gạch nó bị bong chóc rất là khó chịu, đặc biệt những cái tiếng bộp bộp khi đi lên ấy. Thế nhưng mà từ khi mà xây nhà mới ấy, sử dụng cái keo ốp nát với lại keo trà mạch chít mặt của cái Gomac này thì những cái bất tiện kia nó hoàn toàn không còn, nó được khắc phục rồi. Đồng thời cái thời gian xây dựng nó cũng nhanh hơn trước kia rất nhiều, trong nhà lúc nào nó cũng sạch đẹp như mới. Nhận thức được yêu cầu cấp thiết về các sản phẩm vật liệu xây dựng mới thay thế nói chung và vật liệu ốp lát nói riêng, Thành Thắng đã không ngừng đầu tư và cải tiến công nghệ sản xuất của mình. Với hai nhà máy ở Đồng Nai và Hà Nội, tổng diện tích lên tới 4.000m² và công suất hàng năm đạt 50.000 tấn. Quy trình sản xuất hiện đại đạt chuẩn quốc tế, các sản phẩm keo dán gạch, keo chít mạch Gomac luôn được tạo ra với chất lượng tốt nhất, đón đầu xu hướng của thời đại. Với tốc độ phát triển xây dựng ở hiện tại và các sản phẩm vật liệu xây dựng ngày càng được cải tiến, thì nhằm đáp ứng những nhu cầu đó thì công ty chúng tôi tập trung vào phát triển công nghệ để làm sao mà đưa ra những sản phẩm tốt nhất đến với người tiêu dùng. Đặc biệt là trong quá trình sản xuất vật liệu xây dựng, công ty chúng tôi kiểm tra rất chặt chẽ phần nguyên liệu đầu vào cũng như là quá trình phối trộn đến đóng gói bao bì để làm sao sản phẩm được đưa ra được đảm bảo đúng cái tiêu chuẩn và có tính thẩm mỹ cao. Hiện tại thì đang có hai nhà máy hoạt động song song tại Hà Nội và Đồng Nai. Thì với đội ngũ phân phối trên toàn quốc cùng với hệ thống chăm sóc khách hàng phủ sóng từ Bắc vào Nam, chúng tôi mong muốn đưa đến khách hàng những cái sản phẩm đến cho khách hàng một cách nhanh nhất, dịch vụ nhanh nhất cũng như là tiết giảm được cái chi phí vận chuyển trong quá trình sản xuất. Còn về định hướng của doanh nghiệp trong tương lai thì trong thời gian tới công ty chúng tôi tập trung phát triển thêm một số sản phẩm mới về vật liệu xây dựng, hướng tới là trong tương lai sẽ trở thành một trong những đơn vị sản xuất keo dán gạch, keo tràng mạch và chống thấm hàng đầu tại Việt Nam. Với sự dịch chuyển không ngừng nghỉ của xu hướng xây dựng, việc liên tục nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm vật liệu mới thay thế có nhiều ưu điểm vượt trội là vô cùng cấp thiết. Do đó, với tính ứng dụng cao, góp phần kiến tạo nên những công trình bền đẹp vượt thời gian, keo ốp lát cao cấp và keo chít mạch Gomac chắc chắn sẽ là vật liệu mới đón đầu xu hướng của thời đại.